Cảnh tượng rất là đẹp luôn các bạn ơi. Em xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh của Đường Phố Hà Nội hôm nay. Hiện tại em đang có mặt ở nhà máy nước Hàng Đậu các bạn. Đây là cái công trình mà được Pháp xây dựng khá từ lâu rồi, từ những năm 1894 cơ. Khi ấy thì giờ thì đây cũng là một trong nhà máy nước sạch đầu tiên ở Hà Nội ấy các bạn. Bởi vì là Hà Nội lúc bấy giờ chủ yếu là dùng giếng khoan, do đó là thực dân Pháp mới xây dựng cái nhà máy nước này. Đấy, nó còn gắn liền với cả nhà máy nước ở trên Yên Phụ nữa. Nhưng mà có một cái ác của thực dân Pháp ngày xưa, đó là nhà máy nước này họ sẽ xả những cái nước và các vòi cho những cái khu người Pháp sống thì nước được nhiều, còn khu của người thường chúng ta thì lại xả rất là ít. Đấy, là lịch sử là cái nhà máy nước Hàng Đậu, tháp nước Hàng Đậu là kia các bạn. Bây giờ sẽ mời quý vị cùng em đi tham quan thêm một vòng phố cổ với quý vị các bạn. Mấy ngày này thì thời tiết Hà Nội rất là thất thường luôn quý vị các bạn ạ. Lúc nắng lúc mưa. Các bạn nhìn cái nền đất biết các bạn. Tức là trời đang mưa nhưng có cái chỗ thì lại đang khô. Biểu hiện là lúc nãy thì nắng, bây giờ lại mưa. Tổng thể thì cả tuần nay gần như Hà Nội cứ mưa liên miên này. Rất nhiều điểm úng ngập, một số điểm ấm ngục úng ngập rồi. Chúng ta đến đoạn con phố Phùng Hưng nhé quý vị các bạn. Và con phố Hàng Cót ở bên kia nhé các bạn. Mưa thì du khách đi lại tham quan phố cổ cũng ít hơn các bạn ạ. Đây, một cô phố đang đầy hàng. Phố Hàng Chai các bạn. Đây những chiếc xe buýt ở trong phố cổ rất là đẹp luôn. Khá là chật chội các bạn ạ. Nên xe cộ đi lại rất là chậm luôn. Đây, đang ra giáp các con phố Hàng Mã, Hàng Cót nha quý vị các bạn. Phố Hàng Gà rồi các bạn ạ. Đường rất nhỏ nhưng mà có một hàng đỗ ô tô chiếm mất rồi. Một khối lượng lớn của đường. Đường này khoảng độ 3 chiếc ô tô xếp hàng ngang là sẽ hết đường.
xe dòng. Có cả ôi các bạn, cuộc sống mưu sinh khá vất vả các bạn. Rồi, cái xích lô đang chở du khách nước ngoài các bạn này. Đấy, trước mỗi xe thì có luôn một cái tấm ni lông. Giao cắt với con phố Bát Đàn quý vị các bạn. Bây giờ là khoảng 3:30 chiều nên là lượng xe cộ đi lại khá là đông. Cũng có lẽ một phần là do trời mưa nên các phương tiện đã hạn chế tầm nhìn, họ cũng đi lại chậm hơn ấy. Chúng ta đang đi giao cắt sang con phố Hàng Điếu được quý vị các bạn. Đây chính là chợ Hàng Gia. Một trọng địa điểm cực kỳ nổi tiếng Hà Nội, ai biết là chợ Hàng Gia. Đang ở con phố 42 Hàng Gia rồi. Và giao cắt sang con phố Hàng Bông cho quý vị và các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ xuôi lên gặp Hồ Gươm nhé quý vị và các bạn. Thẳng con đường Hàng Bông này hướng thẳng lên, chúng ta sẽ đến với cả Hồ Gươm. Phủ Doãn. Trời vẫn đang đổ mưa lâm thâm.
khách bắt đầu xuống phố rồi, quý vị các bạn. Con phố Bảo Khánh, giao cắt với phố Hàng Trống, quý vị và các bạn. Chúng ta đến con phố Nhà Thờ. Mặc dù trời mưa gió nhưng mà rất đông du khách ở Nhà Thờ bây giờ các bạn ạ. Rất đông, rất nhiều người check in chụp ảnh này. Trời vừa nắng vừa mưa rồi các bạn. Trong này xích lô xếp dài. Rất to.
đẹp, đã trời mưa, du khách đang đi ô để đi ngắm phố các bạn ạ. Ở đoạn phố Hàng Gai họ bán những cái đồ kiểu thủ công bằng nứa, bằng tre và thổ cẩm, rất nhiều du khách nước ngoài mua về để làm quà cho bạn bè của mình. Bên phải là tuyến phố đi bộ các bạn ạ. Hình ảnh những chiếc xích lô rất là quen thuộc khi mà chúng ta đi ở trong khu vực phố cổ.